Chiều ngày 4 tháng 3, ông Phạm Ngọc Duy, Chánh Văn phòng Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, công tác chuẩn bị cho phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan cùng 85 bị cáo khác xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần SCB và các đơn vị có liên quan đã hoàn tất. Các cơ quan báo chí sẽ được bố trí phòng tác nghiệp riêng, chỉ một số cơ quan báo chí được phép tác nghiệp tại phần thủ tục khai mạc phiên tòa. Cạnh đó, các luật sư tham gia phiên tòa, nhà báo tác nghiệp tại phiên tòa sẽ được tòa án bố trí máy tính để sử dụng. Ông Duy cũng cho biết phiên tòa này là giai đoạn 1 của vụ án. Trong giai đoạn này, tập trung điều tra, truy tố, xét xử các bị cáo liên quan đến các hành vi phạm tội tham ô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ để tập trung thu hồi tài sản, làm tiền đề giải quyết cho giai đoạn 2 của vụ án là các sai phạm liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp. Đại diện Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, trụ sở Tòa án Nhân dân thành phố đang trùng tu giai đoạn 2 nên cơ sở vật chất hiện tại chỉ đủ bố trí cho các bị cáo, luật sư, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, các cơ quan báo chí và lực lượng bảo vệ phiên tòa. Do đó, không thể bố trí chỗ ngồi cho người thân của các bị cáo tham dự phiên tòa. Chánh Văn phòng Tòa án Nhân dân thành phố cũng lưu ý, do vụ án có số lượng bị cáo lớn nên người tham dự phiên tòa hạn chế thấp nhất sử dụng ô tô, người dân tránh tập trung trước trụ sở tòa án để tránh ảnh hưởng đến giao thông. Như PLO đã đưa tin, ngày 5 tháng 3, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu xét xử vụ án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 85 bị cáo khác về các tội tham ô tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng các chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng tại Bộ luật Hình sự năm 2015 và tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng tại Bộ luật Hình sự năm 1999 liên quan đến công ty Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra từ ngày 5 tháng 3 đến ngày 29 tháng 4.